máy em rít luôn. Cái hộp này hàng nó lủng hết rồi, nó đâu có chấm còn lủng. Cháy hết. Máy cực kỳ êm lắm. Không có một tí khói luôn này. Đấy, nói chung là làm cái video test thử anh em xem nhé. Tắt máy này, đề này, nút xong này, đề này. Bên rồi. Áp bơm nhớt nhé. Rồi chung test sơ sơ cái phần đồng hồ đang nhảy cái gì đây nè. Đây cái gì nó nhảy đồng hồ trong đây gì đây. Cái máy phát hàng nha. Hôm trước anh em trước test anh em đã chốt xong rồi. Chung anh em có yêu cầu chung test lại, test cho nó nổ máy. Thứ nhất là làm cho nó nổ máy, thứ hai là thử phần điện nha. Phần phát điện ok nhé nè, phần phát hàng ok nhé. Chỉ có mỗi cái, nó có một cái này này. Cái sợi dây này là do chủ máy trước họ lắp luôn này. Cái con solenoid, cái con solenoid gọi là ga tự động đấy. Nó không có đóng mạch nhé, không biết cái mạch của nó là như thế nào. Cuối cùng là phải đi ga chết này. Đấy, kéo ga chết nhé. Kéo ga bằng cái kiểu này này. Đây. Chung đã thử ghim dây lại hết rồi mà cái phần solenoid này nó không có nhảy, nó không có nhảy tự động lên. Thay vì mình không hàng, mình dừng kìm hàng thì nó sẽ trả về găng đi. Rồi khi hàng thì nó sẽ tự đóng ga lên. Thì cái phần solenoid đó nó bị sự cố rồi nha. Nó có lỗi đúng cái chi tiết đó. Đúng ra chấm hàng thì nó phải nhảy lên. Một trong những cái công tắc mà công tắc này này. Không biết, không rành. Không có đủ điện nhé. Ga thấp là không có điện.
ngon lành hết nha, ổn hết nha, áo cao tốt rồi. Cái bộ dây hàng, cắm thử cái bộ dây hàng này. Rồi, máy hoạt động ổn nha nè. Có một cái số lỗi đó anh em kéo bằng ga tay mà dùng nha. Còn anh em có dành điện thì mở cái phần tắp lô ra xem cái phần ga tự động đóng mạch cái kiểu nào đấy. Rồi Trung xin kết thúc video. Trung cảm ơn anh em đã xem video nhé. Cái video đầu năm thì Trung gửi đến anh em cái đoạn test máy như vậy thôi. Rồi sau video này thì mấy cái mùng sau thì Trung sẽ đăng những cái món hàng mà Trung sẽ lên trong năm nhé, đầu năm nhé. Rồi năm mới Trung chúc tất cả anh em luôn vui khỏe nhé. Năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Trung kết thúc video. Trung cảm ơn anh em đã xem video ạ.